Xin chào bạn, hôm nay đại lý Havele Thủ Đức chúng tôi xin giới thiệu các bạn chậu đá có một hộp và một cánh ha. Hộp một cánh. Chậu đá này thì có cái tên gọi là Havele Juliet HS-GSD 10050. Sản phẩm này có sản phẩm là 570.36.450, có xuất xứ là của Đức. Chậu này thì có kích thước là bề ngang là 1 m, còn bề kia là 500 mm các bạn. Chậu này thì có một hộp, hiện tại đang để đây là cánh phải, nhưng mà chúng ta có thể tùy chúng ta muốn đưa vào cánh trái thì phụ thuộc vào cái lỗ khoan ở đây thôi. Đây, đây là có hai vị trí chúng ta gợi ý là để khoan lỗ để lắp vòi này. Chúng ta có thể lắp bên nào bởi vì chậu này chưa có khoan lỗ sẵn. Và chậu này thì có cái màu trắng đục nha bạn, có một đà bàn bên phải, và độ sâu của chậu này là 220 mm, tương đối rất là sâu, và độ dày của đá là 12 mm. Thì chậu này thì nó đi gồm kèm với bộ xạ đã đầy đủ rồi, chỉ có vòi thôi, quý khách sẽ chọn vòi và mua riêng nha bạn. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên hệ chúng tôi xem thông tin cùng clip hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá bán cũng như đặt hàng trên website của tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.